Sạc pin xin chữ ký năm 1992 của cố nghệ sĩ để giám định chữ ký trong giấy khai sinh của Hồng Loan. Thưa quý khán giả, sống 37 năm, bỗng dưng ngày 21 tháng 9 năm 2023, Hồng Loan trở thành người vô danh, không tồn tại trên cõi đời này. 37 năm, ông Võ Văn Ngoan có một cô con gái duy nhất, bỗng ngày 21 tháng 9 năm 2023, ông trở thành ông hoàng cô độc, không vợ, không con. Lá đơn yêu cầu hủy khai sinh của Hồng Loan không chỉ làm tổn thương Loan, mà họ, những kẻ nhân danh ruột thịt, còn muốn xóa đi một quãng ký ức gần 40 năm của cố nghệ sĩ. Muốn xóa đi cái quãng đời cuối cùng của cụ bà thân sinh ra ông Võ Văn Ngoan, đó là những đoạn đời hạnh phúc của những người đã khuất khi có Võ Thị Hồng Loan trong cuộc đời. Vô lý đến vô cùng luôn, mà bên đó cũng có thể nghĩ ra được thì thua luôn. Đúng là cái bộ não chiên ăn miễn phí, hoặc là lòng tự trọng chỉ bằng cái phở cuốn 20k mới rỉ ra được những điều phi thường đến phi lý như cái đơn kiện này. Quyền của người ta thì đòi tước tài sản của người ta. Trong đơn, bà Sáu Bào cho biết sổ cấp giấy giao nhận con nuôi và nuôi con nuôi và giấy khai sinh của Hồng Loan đều là chữ ký giả. Để chứng minh cho lập luận này, hiện tại phía bà Sáu Bào với sự hỗ trợ của ông Sạc Thành, người đàn ông có bộ răng huyết thống giống với Phượng Ve, đang tích cực thu thập bằng chứng Hồng giúp mẹ con bà Sáu hủy bỏ giấy tờ pháp lý của Hồng Loan. Theo luật, nếu bà Sáu cho rằng chữ ký của ông Võ Văn Ngoan có các giấy tờ pháp lý của Hồng Loan là giả mạo, thì buộc bà ta phải trưng ra những chữ ký thật và buộc phải mang đi giám định chữ ký. Luật sư chia sẻ ít nhất bà Sáu phải trưng ra được 5 chữ ký của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào thời điểm năm 1992. Bởi chữ ký, chữ viết sẽ thay đổi theo năm tháng. Sự thay đổi này bắt nguồn từ sự thay đổi cách suy nghĩ, cách sống, tâm lý, hành vi, hành động và thói quen. Trong trường hợp không có giấy tờ viết tay nào thì việc giám định chữ ký sẽ gặp nhiều khó khăn hoặc có thể không thực hiện được. Hiện tại, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin ông Sạc Pin đang đi xin lại mẫu chữ ký năm 1992 để chứng minh chữ ký trong giấy khai sinh nhận con nuôi Hồng Loan là giả. Nếu thông tin lan truyền kia là đúng sự thật, thì ông Sạc Thành đang hiện lên như một người cha, người chồng mẫu mực. Không chỉ bảo vệ và giúp sức, còn tích cực cho mẹ con nhà riêng. Trước khi câu chuyện gia tộc Vũ Linh buông bét trên mạng xã hội, ông Sạc Thành từng khoe trên livestream ngày xưa ông ta là người đã thay cố nghệ sĩ trả lời thư của fan và giả chữ ký cố nghệ sĩ để thay cố nghệ sĩ ký tên trên hình và thư gửi cho fan. Thông tin này là do cái miệng dốc xạo của ông Thành đưa ra nên độ tin cậy là 0%. Tuy nhiên, cũng từ thông tin này đã cho chúng ta biết nếu lấy chữ ký của nghệ sĩ Vũ Linh trên các tấm hình thư gửi cho fan thì để làm bằng chứng đi giám định chưa chắc sẽ là minh bạch, vì ai biết được những chữ ký đó là do cố nghệ sĩ ký hay không, hay là do ông Sạc Pin hay là một ai khác giả mạo để lấy nguồn đối chiếu với chữ ký trong giấy tờ hợp pháp của Hồng Loan thì buộc cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phải ký. Tuy nhiên, hiện tại cố nghệ sĩ đã về giới cõi Phật, Sạc Pin và Sáu Bào muốn lấy thì nên qua thế giới bên kia mà xin cậu ký cho. Hồng Phượng có ăn có học, biết chắc là thua, nhưng cô thích quậy cho đục nước lên vậy đó, và có thời gian để chúng nướng số tiền phun điếu, khả năng cao thì chúng sẽ không có khả năng và chẳng đủ cơ sở để yêu cầu giám định chữ ký của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đâu. Trong hồ sơ pháp lý của Hồng Loan yêu cầu hủy bỏ khai sinh của Hồng Loan từ phía bà Sáu Bào, nó không chỉ bôi tro trát trấu vào gia tộc họ Võ nói riêng, mà còn mang tính chất là xem thường cả một hệ thống pháp luật ở Việt Nam. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc, không để những đối tượng lợi dụng kẻ hở là trên 60 tuổi sẽ được miễn án phí, để thích kiện gì thì kiện, thưa ai thì thưa, gây thất thoát ngân sách, nguồn nhân lực của nhà nước và làm mất trật tự của xã hội. Sự thật về chủ nhân ngôi nhà Phượng Ve bán bún bò, giấy tờ nhà ai đứng tên, quán bún bò của bà Lành có địa chỉ tại số nhà 270/26 ở trong một con hẻm, là dân kinh doanh thầu thành công đám tang của một ông hoàng. Việc Hồng Phượng chọn thuê một căn nhà ở trong con hẻm để khởi nghiệp buôn bán thật khiến người ta khó hiểu, bởi đây không phải vị trí đắc địa để kinh doanh. Dẫu bán ở trong một con hẻm nhỏ, nhưng Phượng Rùi và bà Lành đã khiến những người kinh doanh bún bò lâu năm phải ngã mũ thán phục. Người người hiện muốn đổi nghề sang bán bún bò, bởi vì một buổi sáng đầu trong ngày của tuần mà bà Lành đã bán được 600 tô bún, vậy thì những ngày cuối tuần con số này phải lên đến 1.000 tô một ngày.
Việc buôn bán trong một con hẻm mà thành công như phượng ruồi quả là hiếm có, khó tìm. Và phải may mắn lắm mới được. Nhiều người dự định start-up đang có ý định theo bà lành học bí kíp nấu 3 nồi nước lèo bằng cái nồi 60 lít chỉ trong vòng một buổi sáng để kịp bán 600 tô. Số khác lại muốn theo học doanh nhân phượng ruồi cách lựa chọn địa điểm kinh doanh đắc địa, nhà ở trong hẻm, nhưng phải ngon. Tuy nhiên, sự thật phía sau căn nhà nơi phượng ruồi đang bán bún bò đang gây hoang mang trên cộng đồng mạng. Cụ thể, chính chủ của căn nhà này đã rao bán nó trên mạng xã hội vào ngày 19 tháng 6 năm 2023 với giá là 3,28 tỷ, kèm phần mô tả cấu trúc ngôi nhà một trệt một lầu. Cùng lúc, một tin đồn thổi chưa được kiểm chứng rằng ai đó đã mua đứt căn nhà 270/26 để bán bún bò. Từ hai thông tin trên sẽ có một số góc nhìn như sau. Thứ nhất, khả năng tươi sáng, chính chủ sau khi đăng bài bán nhà vào ngày 19 tháng 6 đã có người mua lại căn nhà này, sau đó sửa sang lại và cho phượng ruồi thuê để bán bún bò. Thứ hai, khả năng phượng ruồi thuê ngắn hạn, tháng nào trả tiền tháng đó, không cọc và không hợp đồng, để khi nào dẹp cũng được. Sau đó dựng lên kịch bản là nạn nhân là rồi phải dẹp quán vì phải tiếp tục liên tiếp bị bom hàng của phe Hồng Loan phá, truy cùng đuổi tận, không cho họ con đường sống. Nhưng những gì mà thời gian qua phía họ đã tung lên mọi tội lỗi đổ lên đầu của Hồng Loan, khiến Loan cảm thấy có lỗi. Cộng đồng mạng sẽ có nhiều người quay xe ép Loan không kiện, bỏ qua cho họ dù không sao chê. Và thứ ba, trường hợp bất ngờ nhất là Hồng Phượng đã mua đứt căn nhà trên ngay sau đám tang của cậu Năm. Nếu điều này là thật, sau đám tang cậu, một kẻ vô gia cư như Hồng Phượng bỗng chốc có một căn nhà hơn 3 tỷ, có xe hơi, có SH, có thùng đựng vàng, có hàng cọc tiền cất giấu trong phòng. Hiện thông tin về chủ nhân căn nhà Phượng Gia đang bán bún bò gây hoang mang trong dư luận. Nhưng với nghiệp vụ thám tử online thì những phất tất này sẽ sớm có câu trả lời và chúng tôi sẽ tìm hiểu, sau đó cung cấp đến quý vị trong những bản tin sau.